Chào các cô, các chú, các anh chị quay trở lại kênh YouTube Lương. Ngày hôm nay thì có một cái chương trình sale tháng 3, giảm giá siêu sốc đối với một cái xe đua đến từ Đài Loan. Thương hiệu này là thương hiệu Jiguclaw, mẫu này là model là ca đen. Mẫu này là 100% sản xuất Đài Loan, nhập khẩu Đài Loan. Ở được cuối khung nó sẽ có tem chống hàng giả này. Đó, nó có tem chống hàng giả Made in Taiwan. Cái này các anh chị có thể quét QR code ra được cái mẫu xe này. Cái khung này thì sử dụng là khung sườn nhôm cả carbon. Đó, càng trước là bằng carbon này, khung sườn nhôm siêu nhẹ. Dòng này thì khung nhôm của nó là dòng khung nhôm siêu nhẹ luôn. Nó chỉ nặng hơn khung carbon một chút thôi. Còn ca đen này thì mẫu này có 3 màu và cái giá thì sale rất là nhiều. Giá niêm yết của hãng đang niêm yết là 29 triệu 700. Đợt này đang có chương trình giảm còn 25 triệu, tương đương giảm 4 triệu 700 luôn. Giá thì phải nói là sốc siêu siêu khá là nhiều. Giá này thì đố các anh chị đi kiếm được đâu cái giá tốt hơn con giá này. Con này thì cấu hình này và đồ này thì các hãng khác lắp như này thì giá nó cũng sẽ cao hơn con này rất là nhiều. Giá em nghĩ là hợp lý thôi. Các anh chị nếu mà đang có nhu cầu mà sắm cho mình một chiếc xe để có thể tham khảo cái mẫu Ricolau Đài Loan này. Đó, chúng ta hãy chi tiết xem con xe này là có gì. Giá đó thì đắt hay rẻ mọi người xem. Tay đề số SRAM Aplex, một đĩa 10 lít mọi người nhé, bao gồm tay gạt đĩa SRAM Aplex, đùi đĩa SRAM Aplex, trục rỗng 42T, cù đề sau SRAM Aplex 10 tầng lip, nip SRAM luôn, 10 tầng trục nip rỗng nhá, nhìn rất là đẹp luôn. Duy nhất xích là size line của hãng KMC, dòng xích 10 tầng. Đó. Con này thì bánh trước bánh sau thì đùm bạc đạn, cúi nổ khá là to, phanh đĩa rất là đẹp luôn, tăng nhôm siêu nhẹ. Con này thì với tầm tiền mà sau giảm này về đó và phân khúc tầm 25 triệu, em nghĩ là một cái giá khá là tốt cho các anh chị. Các cô chú đang muốn mua cho mình một chiếc xe đạp thể thao để đi tập thể dục hàng ngày, thể thao chất lượng ngon mà lại sản xuất ở Đài Loan nhá. Tiêu chuẩn của Đài Loan, những cái xe mà các anh chị biết là sản xuất ở Đài Loan tiêu chuẩn nó rất là cao, cao hơn sản xuất tại Trung Quốc rất là nhiều, đồng nghĩa là nó cũng sẽ đắt hơn ở sản xuất tại Trung Quốc, nhân công tất cả vẫn thế, nó đều đắt hơn Trung Quốc. Đài Loan là một cái nơi sản xuất xe đạp toàn thế giới, những thương hiệu lớn thì sẽ đặt ở tại Đài Loan, những thương hiệu lớn mà model cao cấp ấy chắc chắn 100% sản xuất tại Đài Loan, sản xuất tại Đại Trung Quốc thì ít hơn. Đó, những con xe ví dụ vài trăm triệu chắc chắn là chỉ có Đài Loan, bây giờ thì không có made in Italy nữa rồi, chắc chắn là chỉ có made in Taiwan hoặc là made in USA, không có, chỉ có made in Taiwan như check trước các thứ model cao là đều Đài Loan hết. Với cái giá đã giảm, em nghĩ đây là một cái con xe rẻ nhất trên thị trường hiện nay mà cấu hình ngon. Các anh chị nào đang có nhu cầu thì liên hệ em ngay. Nó có size S và size M, tương đương size nhỏ, size này khá là hợp lý. Có thể đi làm con này để đi tập thể dục thì khỏi phải nghĩ về độ bền. Các anh chị đang cần thì liên hệ em Lương nhá.